Thưa quý vị, là anh em vừa nãy không tìm được đường thì phải gọi anh Hiền ra để hỗ trợ nha quý vị. Đường quê rất là hơi khó đi một chút. Đường quê thì hơi chật chội. Anh Hiền thì chạy xe máy đằng trước nha quý vị. Thưa quý vị, là truyền hình Hero cảm thấy với những cái tình cảm khách hàng ở trên toàn quốc, tất cả mọi miền quê đều dành cho tình cảm cho truyền hình Hero, những cái tình cảm rất là đặc biệt và thân thương, sẽ là cái động lực để truyền hình audio cố gắng hơn nhiều nữa nha quý vị, để phục vụ quý vị được tốt hơn. Quý vị, là giờ bây giờ anh em sẽ cho hàng vào để lắp cho anh Hiền nha quý vị. Thường là bên em ghép đơn đấy nhỉ, các sếp là ghép đơn, ví dụ như là hôm qua thì bên em lắp ở Huế 2 dàn thì tiện chuyến thì đi, anh đỡ phải mất cái phí vận chuyển. Dạ. Thưa quý vị, là với những cái đơn hàng xa thì anh em rất là cẩn thận nha quý vị. Đó, anh Hiền thì đang hỗ trợ anh em vận chuyển hàng vào trong nhà. Quý vị, là rất nhiều cái phên để làm nem quý vị. Đây là một làng nghề. Hình như là nhà anh Hiền cũng đang làm sao quý vị ạ. Thưa quý vị, là bây giờ anh em đã chuyển xong hết đồ vào trong nhà anh nhỉ. Nhà đẹp quá anh nhỉ. Dạ. Đây, quý vị nhìn chi tiết chiếc loa DK hàng chính hãng chúng ta nha quý vị. Được bọc túi ni lông rất là cẩn thận. Bởi vì tất cả những cái sản phẩm mà đi xa thì truyền thanh audio sẽ test rất là kỹ nha quý vị. Trước khi lắp đặt thì đi xa chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Đây, quý vị thì nhìn rõ là cặp loa chiếc loa DK DKVR12L này của chúng ta vô cùng là đẹp mắt. Nói chung không gian rộng như này là chơi dòng loa full này thì cái công suất nó đảm bảo nó khỏe hơn anh ạ. Nó khỏe hơn, mình không sợ bị đuối. Bởi vì loa full thì ưu điểm nó là cho không gian rộng và xa, càng xa nghe càng hay. Nhưng nếu mà chung cư thì bên em sẽ tư vấn cho cái dòng loa khác. Bởi vì chỉ cần cái độ công suất nó vừa thôi, cái độ phóng xa, độ nhạy nó vừa. Lớn quá thì ảnh hưởng đến các nhà khác. Đúng rồi ạ. Mà nhỏ thì nó sẽ không hay. Những cái dòng loa full này thì công suất nó phải anh chơi nó phải đạt được cái tầm cái ngưỡng của nó cơ, thì cái tiếng bát nó mới nảy, tiếng tép nó mới nảy lên. Còn không nghe nó khô lắm, nó sẽ không hay. Anh cũng là may đấy, bởi vì dịp này nó có đơn nó nhiều nên em ghép vào luôn. Dạ. Thì khách hàng đỡ được cái phí vận chuyển đi. Dạ, thôi anh ơi. Chắc là xong rồi, chúng em xin phép thôi ạ. Vì công ty cũng nhiều việc ấy, chúng em cố gắng thôi. Được anh chị tin cậy, ủng hộ công ty là tình cảm nó quá tuyệt vời rồi. Đó, có cái đôn này là được rồi anh, có ghế này là được rồi. Nếu muốn đẹp hơn thì anh lắp thêm cái bộ chân loa kia. Vâng. Đây, quý vị nhìn cận cảnh thêm nha. Loa DKVR12 hàng chính hãng rất là đẹp nha quý vị. Cực kỳ đẹp mắt luôn. Mẫu lưới được cách điệu rất là hay. Đây là cục đẩy 4 kênh nha quý vị. Đây là cục đẩy 4 kênh Vatasa DKS104. Bởi vì cái này em tư vấn cho anh thêm ấy, bởi vì là khi anh dùng ấy, công suất nó khỏe hơn, cái tản nhiệt nó tốt hơn. Sau này ví dụ như mình thích mình chơi thêm thì mình không bị lỗi thời. Đó. Mà nó chênh nhau không nhiều, 2 kênh 4 kênh nó chỉ chênh nhau có khoảng 2 triệu thôi mà. Vâng, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Anh như em trả em anh. Dạ. Vâng, bởi vì chúng em có nghề, nếu mà không tư vấn kỹ cảm giác nó ai này lắm. Dạ. Đúng rồi anh ạ.
Vì dòng này cái công nghệ của nó là Class TD, nó rất là khỏe. Và kiểu dáng nhìn nó đẹp. Vâng. Dạ. Dòng này thì hầm hố luôn. Tiếng rất hay, công nghệ Class TD. Thưa quý vị, là cái cấu hình bộ dàn này của anh Hiền thì sẽ bao gồm là một cục đẩy công suất này nha quý vị. Cục đẩy công suất Vatasa đây, quý vị có thể nhìn rõ là DKS1004, đây là cục đẩy 4 kênh rất là hay. Và chiếc vang số V8 Pro. Và đây là cái bộ micro của anh nha quý vị. Anh mua sẵn rồi. Anh có sẵn rồi. Thì Trần Thành Hưu sẽ ghép thêm của anh vào là xong thôi. Cái chất âm này anh cảm thấy nó ok chưa? Nó vừa tay anh không? Đẹp. Nếu mà nó đẹp thì em sẽ để cho anh chảy âm này. Bởi vì cái vang số này mình thích chỉnh như ý mình được hết mà. Cứ chọn em vài bên khúc tiếp theo để hát đây vừa tại. Thế toàn thể quý vị và các bạn nha. Bên khúc. Dạ. Cảm ơn anh nha. Vâng vâng. Chúc anh là luôn luôn gia đình hạnh phúc. Vâng. Cảm ơn em. Dạ dạ. Công ty của anh chị em cứ bán hàng cho nhiều. Dạ dạ. Thật uy tín nhá. Dạ vâng ạ. Rồi có gì anh cứ hỗ trợ điện cho công ty hỗ trợ nhá. Rồi ok. Dạ dạ, anh yên tâm đi. Chào nha. Dạ dạ. Vâng vâng. Vâng, em chào anh. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.